agame24h.net, số mạc random uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video thí nghiệm nữa về top 5 anh em ơi. Thì đây là cái video về top 5 vị tướng xạ thủ có chiêu 2 đau nhất nha anh em ơi. Đấy, thì đây là cái ý tưởng của rất nhiều bạn đã bình luận cho mình ở bên dưới nha. Thì ý tưởng này là được nhiều like nhất nên mình làm luôn nha. Thì anh em có ý tưởng gì nữa thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thì ở vị trí top 5 chính là cái vị tướng vừa mới ra mắt ở bên máy chủ thử nghiệm anh em ơi. Đấy, thì vị tướng này sẽ có chiêu 2, sử dụng bao nhiêu chiêu 2 để giết được mục tiêu, đó chính là Goshi đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Đấy, chiêu 2 là như là đặt ra cái bình cứu quả gì anh em ơi. Thì cô ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 để kết liễu được mục tiêu đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Anh em xem video nhớ like và chia sẻ video này cho bạn bè xem luôn giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đây, để mình chuyển đây. 1 này, đấy nổ liền nha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, đấy nổ rất là thốn luôn anh em ơi. 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 luôn, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này. Wow. Vậy là khi vị tướng này giết được mục tiêu là 22 phát thôi nha anh em ơi. Không biết mình có đếm nhầm hay không nữa. Nhưng vẫn rất là cao luôn, trên 20 luôn. Đấy, rất xứng đáng là ở vị trí top 5 của video của mình ngày hôm nay luôn. Vậy còn ở vị trí top 4 là sẽ là vị tướng nào đây? Anh em hãy cùng mình xem luôn nha anh em ơi. Đây, để mình tiếp tục qua vị trí top 4 đây. Sẽ là một vị xạ thủ nào đây? Có chiêu 2 tê nhất đây. Đấy, vị tướng này như là cái pháo đài cơ động gì anh em ơi. Ok, ở vị trí top 4 của video của mình ngày hôm nay chính là vị tướng Lindis nha. Thì cô ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 của mình để giết được cái mục tiêu là Goshi đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Đây, thì chiêu 2 của cô ta cũng là kích nổ khá là tương tự với vị tướng vừa rồi ở vị trí top 5 nha. Nhưng đợi nó kích nổ thì khác quy mô hoàn toàn nha. Đấy, khá là quy hoàng với vị tướng Lindis của chúng ta. Mình sẽ đợi vị tướng Goshi lên nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ đợi vị tướng đó lên và tiếp tục phát nổ này. Ok, mình sẽ hồi lại đầy cái máu này. Đấy, đây, bình thường nha, bật hồi chiêu luôn này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ dùng chiêu 2 để xem thử dùng bao nhiêu chiêu để giết được vị tướng đó chính là Goshi nha. Đây, mình tắt để mình làm luôn này, không lên đồ với chân nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 để giết được đây. Anh em cùng mình đếm nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, thống chưa, thống chưa. 6 này, 7 này, 8 này, thống quá anh em ơi. 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, wow, 14. Vậy là khi Lindis dùng chiêu 2 là 15 phát nha anh em ơi. Hơn hẳn vị tướng ở vị trí top 5 vừa rồi luôn. Vì quá là nhanh mà. Hơn hẳn luôn, đúng là 15. Vậy còn ở vị trí top 3 là sẽ vị tướng nào đây? Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, ở vị tướng top 3 sẽ là chiêu 2 của vị tướng nào đây? Ok, ở vị trí top 3 của video ngày hôm nay của mình chính là vị tướng Whip nha anh em ơi. Một cô gái còn rất là nhỏ tuổi luôn nhưng đã chế được cái cỗ máy ở dưới cái cặp giò rồi này. Đấy, thì cô ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 của mình để kết liễu được mục tiêu đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, top 3 chắc chắn cũng là hơn rất nhiều ở top 4 rồi nha. Thì cô ta sẽ dùng bao nhiêu đây anh em hãy cùng mình xem hết luôn nha. Đấy, mình sẽ cho tạm ngừng lại này. Chuẩn bị tung chiêu này. 1 này, anh em cùng mình đếm nha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, wow, mới 5 phát nữa cây rồi anh em ơi. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này,
10 này, 11 này. Wow, vậy khi là vị tướng whip này giết được mục tiêu là 12 phát bằng chiêu 2 nha anh em ơi. Quá là nhanh với vị tướng whip của chúng ta ngày hôm nay luôn. Vậy còn ở vị trí top 2 là sẽ là vị xạ thủ nào dùng chiêu 2 thống nhất đây? Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, vị tướng whip mà đỡ vị trí top 3 là khá là vui vẻ luôn. Đây, cùng mình qua xem ở vị trí top 2 nha. Ok, ở vị trí top 2 của video của mình ngày hôm nay chính là một anh chàng chung với vị trí top 5 hồi nãy nha. Hai vị tướng ra cùng một lúc ở bên máy chủ thử nghiệm anh em ơi. Và anh chàng này là rất là thích chơi bướm nha. Thì anh ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 để kết liễu được mục tiêu, đấy chính là Goshi đây. Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, mình sẽ đợi Goshi lên này. Và dùng chiêu 2 bao nhiêu để kết liễu được cô ta đây. Anh em xem video nhớ like và share video và đăng ký kênh giúp mình nha. Ok, thank you. Đây, mình sẽ đợi vị tướng Goshi lên nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ dùng chiêu 2 này. Thì vị tướng này biến ảo lắm nên có gì màn hình nó hơi giật lắc, anh em thông cảm giúp mình nha. Đấy, mình sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 để kết liễu đây. 1 này. Đấy, thống chờ mới 1 phát thôi mà máu đã như thế rồi. 2 này. Anh em cùng mình đếm nha. 3 này. 4 này. 5 này. Nó thống chưa, thống chưa. 6 này. 7 này. 8 này. Wow. 9 này. 10 này. Wow. 11 này. Wow. Và cái vị tướng này cũng là 12 phát, nhưng cái phát cuối cùng là máu của vị tướng Goshi rất là kém luôn anh em ơi. Đấy, rất là ít luôn. Vậy nhưng mình đã ship vị trí ở top 2 dành cho vị tướng này nha. Đấy, anh em có ý gì thì bình luận bên dưới cho mình biết để mình chỉnh sửa nha. Ok, cảm ơn anh em ra nha. Vậy còn vị trí top 1 sẽ là vị xạ thủ nào đây? Anh em hãy cùng mình xem luôn nha. Đấy, vị tướng này hơi biến ảo nên nó giật lắc một xíu anh em ơi. Anh em thông cảm nha. Và vị trí top 1 sẽ là vị tướng nào đây? Ok, ở vị trí top 1 của video của mình ngày hôm nay chắc chắn là vị tướng Elsu anh em ơi. Đấy, một vị xạ thủ có cái chiêu 2 tầm bắn rất là rộng luôn. Chiêu 2 cũng rất là đau luôn. Thì anh ta sẽ dùng bao nhiêu chiêu 2 của mình để kết liễu được một cái cô nàng đi đôi giày patin đây. Anh em hãy cùng mình xem nha. Đấy, mình sẽ đợi Goshi lên và dùng bao nhiêu chiêu 2 để kết liễu được Goshi đây. Wow, xém kéo dính của mình rồi đó bạn. Ok, anh em cùng mình đếm nha. Đấy, xây cho hào nhón xíu này. 1 này, wow, mới 1 phát thôi. Mình hổng chưa kìa. 2 này. Wow, thủng quá. 3 này. Ui. 4 này. Ui, mới 4 phát nửa cây rồi anh em ơi. 5 này. Wow. 6 này. 7 này. Wow, sắp chết luôn. 8 này. Wow, và vị tướng Elsu của chúng ta khi kết liễu được mục tiêu là 8 phát chiêu 2 nha. Quá là nhanh và rất là xứng đáng ở vị trí top 1 của video của mình ngày hôm nay luôn. Đấy, ok, mình sẽ tạm kết thúc video tại đây nha. Anh em có ý tưởng gì thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Nhớ like, share và đăng ký kênh để bấm biểu tượng chuông để nhận thông báo mới khi mình up video mới nhất lên nha. Ok, bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.